Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em và các bạn đã trở lại với buổi giới thiệu sản phẩm của Trung Kiên Audio. Ngày hôm nay em lên sóng với các bác hai dàn của hãng Kenwood, đó là cùng một đen, đó là con VH7 các bác nhé. Hai dàn đều là VH7. Tuy nhiên thì về tình trạng thì hai dàn này có khác nhau một chút xíu. Với con dàn em đang mở cái cây căng này ra thì cái con dàn này thì nó bao gồm hai thớt, đó là thớt âm ly và thớt MD. Tất cả đều chạy ok. Thế còn cái dàn này thì em bán với các bác với cái tính năng là chơi AUX qua điện thoại máy tính qua jack 3.5. Thế còn cái chức năng đồng đĩa CD của con này thì nó kém rồi, em mà không test CD các bác nhé. Đấy, hai mươi dàn này sẽ có hai cái, nó sẽ phù hợp với hai cái đối tượng khách hàng khác nhau và có mức giá cũng sẽ khác nhau các bác nhé. Những phụ kiện đi kèm của hai dàn này thì nó cũng sẽ khác nhau, cho nên là đồng nghĩa việc là cái giá cả là nó cũng sẽ có sự chênh lệch một chút xíu các bác nhé. Về hình thức tổng thể thì cả hai dàn này đều khá là đẹp. Tuy nhiên thì do hàng bãi cho nên là không tránh khỏi các cái xước sát nhẹ nhẹ do vận chuyển thì không con nào không tránh được. Nhưng mà về tổng thể là cũng tương đối là đẹp các bác nhé. Đó. Thứ nhất là về cách em nói về cách sắp xếp thì cái dòng âm ly này thì anh em có thể để đứng như em để thiết vào đây đây, hoặc để đứng như cái ly này, hoặc để nằm như thiết ly này đều được nhé. Anh em chỉ cần nhấc cái đây cái vị trí chân này đây, cái vị trí em chỉ tay này, lắp vào chỗ này có vị trí lỗ ốc dự sẵn rồi. Lắp vào đây là anh em hoàn toàn có thể dựng đứng được lên giống như cái MD bên này, hoặc em để nằm như này. Cái MD cũng vậy nhé, MD anh em đổi cái vị trí chân ở phía dưới này lên cái chỗ ốc này thì anh em hoàn toàn có thể dựng đứng được nó lên nhé. Đấy, cũng như là để nằm nó ra, tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi anh em thích đựng kê đứng được mà em kê nằm được, tùy theo về cái màn hình này ấy. Khi mình để nằm thì nó sẽ chữ là nó sẽ treo theo chiều này, khi mình xoay đứng lên thì chữ lại nó lại tự động nó xoay. Đấy, cho nên anh em có thể kê được hai cách, đứng nằm đều ok các bác nhé. Đấy, về tổng thể thì các cái dòng mà Kenwood VH7 này thì nó được trang bị hai một cái cặp loa phải nói là cực kỳ là gấu và chất, và gần như là 1.000 cặp thì chắc chắn rằng là hình thức thì giống nhau, nhưng về cái họa tiết này thì hoàn toàn là khác nhau. 100 cặp 1.000 cặp chắc chắn là 100-1.000 cặp khác nhau, bởi vì là em đã bán rất là nhiều rồi thì cái gỗ này nó là cái gỗ thật. Đấy, nó là gỗ thịt anh em nhé, đấy chứ không phải gỗ ép, cho nên là cái vân gỗ nó sẽ rất là khác nhau. Anh em có thể thấy này, đấy, bản thân hai nó là cùng cặp thì mà vân nó đã có sự khác nhau rồi anh em nhé. Đấy, chuyển sang cặp bên này, đấy, cho nên là không cầm nào giống cặp nào cả. Cái đặc điểm của cái dòng VH7 nó là như vậy, cho nên là rất nhiều anh em có thể ưa chuộng và sưu tầm. Đấy, cái này ốp bằng cặp gỗ thịt cực kỳ là chất lượng luôn và đẹp luôn. Đấy, rồi bây giờ sẽ quay qua hình thức tổng thể trước khi em test âm nhé và test dàn nhé. Về cái dàn này full hai thớt CD và thớt âm ly cùng với thớt MD này nhá. Đấy, thì về tổng thể cũng rất là đẹp. Đấy, e căng đây cũng còn tương đối là mới đẹp. Đấy, có dàn muốn siêu rách nhẹ đây thôi. Đấy, có xuất sát nhẹ do vận chuyển thôi, của hàng bãi thôi, xuất sát sơn nhẹ đây nhé, không đáng kể. Đấy, và cái đuổi nguồn đi kèm với cái dàn hai thớt này thì em sẽ đi kèm cho anh em một cái đuổi nguồn của dàn chung, bởi vì con này thì công suất tổng của nó là trên 100W cho nên không thể sử dụng cái đuổi nguồn bé của dàn mini được, thì sẽ đi kèm anh em một đường dẫn chung nhé. Đấy, công suất max là 250W thôi thì nó mới chịu được hai cái thớt này, thì nó luôn anh em đợi. Thế còn là chuyển sang đến cái dàn thứ hai, dàn này thì em bán với các bác cái tính năng chơi AUX qua điện thoại máy tính qua jack 3.5. đấy, một tính năng chơi điện thoại máy tính thôi, thì cái đường đi kèm sẽ là đường lại bé này vừa đáp ứng được công suất của nó các bác nhé. Đấy, thế còn hình thức loa thì đây EK của nó còn tương đối là mới, có một chút rách nhẹ đây. Đấy, với một chút cấn, một duy nhất một chút cấn ở góc này các bác nhé, đây là phía sau, mãi phía sau rồi đấy, với cấn rất nhẹ đây. Thế còn ngoài ra thì cũng rất đẹp, không khác gì loa kia cả. Đấy, tổng thể cũng là như vậy. Hình thức âm ly cũng vậy, cũng có xước sát nhẹ thôi, vận chuyển thôi, không phải có vóc móc méo vỡ gì anh em nhé, chỉ có xước sát do vận chuyển thôi. Đấy, em sẽ quay luôn đằng sau để hướng dẫn qua các bác nào mới chơi mà chưa biết cái cách đấu nối, các bác phải chú ý phải theo dõi nhé. Vì những cái dàn này nó có rất nhiều cái cổng cho nên nhiều anh em mới chơi là anh em chưa biết đâu. Đây, thiết kế của loa thì đây là các cái loa jack chạm bắp chuối cực chuyên nghiệp, chỉ thường thấy ở các loa đắt tiền của Nhật Bản. Về cái cổng kết nối thì anh em chú ý cho em này. Thứ nhất là đấu dây jack thì anh em chú ý là tắt nguồn điện đi anh em đấu cho em nhé, để cho nó tránh chập cháy. Đây, đấu đúng chiều dây đỏ và cực đỏ, dây đen và cực đen. Đấy là cái điều đầu tiên đấu dây loa nhé. Tiếp theo, cái dây AUX này, cái dây này chơi điện thoại máy tính này thì anh em cắm cho em đúng vào vị trí mà em đang cắm này nhé. Đây, thì anh em sẽ chơi được AUX đây đúng vị trí này. Còn lại ba cái cổng lại anh em bỏ qua cho em. Đấy, anh cứ tạm thời bỏ qua đi nhé, cắm đúng vị trí này, đúng màu đỏ đỏ trắng trắng cho em nhé, cho nó chuẩn luôn nhé. Đấy, giới thiệu thêm anh em, đây là cái cổng USB chân vuông để chơi giải mã trực tiếp từ máy tính. Đấy,
Còn đây là cổng xúc điện, anh em có dự định ghép thêm cắm lên để trên xúc điện nhé. Đấy. Em chuyển sang cái dàn phun thớt này, hai thớt này thì nó cũng cắm cũng giống như vậy. Đây, hai dây AUX này cũng ở bên ngoài nhé, giống như cái kia nhé. Đấy, cũng ở bên ngoài này, còn cái rắc bên trong này anh em bỏ qua, cắm bên ngoài nhé. Đấy. Thế còn cái con này thì nó thêm một cái, đó là cái dây AV, AV để chuyển tín hiệu từ cái thớt MD này vào thớt âm ly. Thì anh em đây, đây cũng có hai hàng rắc đây. Thì anh em cắm cho em một cái hàng rắc ngoài, hàng rắc trên này. Đấy, cái hàng rắc mà nó gần cái logo, à cái tên này, này nhá. Nhớ cái này cho dễ. Gần cái tên của cái thớt MD này. Đấy, còn cái hàng đỏ trắng ở phía dưới này anh em bỏ qua nhé. Cái hàng đỏ trắng mà gần ở phía mà có cái dây nguồn này anh em bỏ qua. Đấy, cắm cho em vào đúng với cái dây hạng chín này. Đấy, gần cái này. Còn bên này thì anh em lại cắm cho em đây. Cắm một hàng ở trên xuống đây. Đấy, bên này cũng vậy. Đỏ và đỏ, trắng và trắng, à trắng và vàng đây. Đấy, còn hàng bên này anh em bỏ qua, hàng bên này anh em bỏ qua không cắm đến. Đấy, nói thế cho dễ để anh em dễ cắm. Đấy, hai cái dây này chính là hai cái dây của MD đây, từ cái này xuống cái này. Đấy, của thớt MD nhá. Đấy, còn hàng bên này anh em bỏ qua hết rồi, thế là được. Đấy, đơn giản như vậy thôi các bác nhá. Các bác không nhớ thì có thể xem đi xem lại cái đoạn này để em hướng dẫn các bác cái cách cắm, để anh em về tự cắm được luôn mà không phải gọi điện gọi để bên em hỗ trợ nữa, nếu mất thời gian. Đấy, thế các bác nhé. Rồi, tổng thể như vậy đem quay luôn hình thức tổng quan của loa này. Đấy, loa tất cả đều vuông vắn hết nhá, có xích sắt không đáng kể, riêng cái loa này có một chút cấn nhẹ góc rồi thôi. Đấy. Đấy, đơn giản là thế nhá. Rồi, trước khi đi vào test cái chức năng, cái dàn này thì em test rồi nhá, thì em không test nữa, thì cái dàn này test thì cũng sẽ giống nhau thôi. Đấy, thì em thôi, em là em đã test rồi, ok rồi, thì em test sang cái dàn này. Thì trước khi đi vào test chức năng cũng như là cái cách sử dụng dàn, cũng như cách điều khiển bát check, thì cũng là đây là được, bây giờ em sẽ giới thiệu luôn các bác cái cách chỉnh trước nhá, cái cách sử dụng luôn thì em sẽ test hôm sau. Đây là cái điều khiển học này. Đấy, anh em ấn nút này để trước khi nhận khiển, ấn nút này cho nhận khiển này, tăng giảm âm lượng ở đây thì anh em nhìn là biết ngay rồi. Chỉnh bát check anh em ấn cho em nút giữa này hoặc nút này, hai nút giữa cũng được, nút này là giống nhau nhá, nút giữa này cũng được này. Đấy, lên xuống để tăng giảm nhé, em làm mẫu cho anh em xem luôn. Ở nút giữa là bát này, lên xuống để tăng giảm bát này. Đấy, lên xuống để tăng giảm bát nhé. Đấy, ở nút giữa tiếp này là check này, cũng lên xuống để tăng giảm bát check nhé. Đấy, cũng lên xuống để tăng giảm bát check. Đấy, thế thôi, đơn giản là vậy thôi. Dàn bên kia tương tự nhé, em chỉ hướng dẫn một dàn thôi. Đấy, thế còn cái thao tác thì anh em, ví dụ anh em chơi AUX nhé, anh em ấn cho em một nút có chữ là input này nhé, input này. Đấy, để nó chuyển nó về chế độ, ở trên này nó ghi là tap trên AUX. Đấy là anh em chơi có điện thoại nhé, chơi có điện thoại nhé. Thế còn là ấn anh em chơi, đây là PC là anh em chơi USB vừa nói ở phía sau, USB chân vuông ấy. Đây là chế độ FM, con này không full thì em không test FM nhé, con này chỉ 690 thôi. Đây là chức năng chơi CD này, ấn tiếp là chức năng chơi MD này. Anh em chuyển lên hệ MD rồi, anh em ấn nút này để nó chạy MD thì là nó sẽ chạy MD nhé. Đấy, nút này là nút chạy MD này. Đấy, đây là cái nút nguồn này, đây là nút nguồn này, nguồn khởi động này. Đấy. Đấy, giới thiệu chi tiết anh em là như vậy. Đấy. Rồi bây giờ thì em sẽ bắt đầu test cái chức năng của dàn trước nhé. Cái dàn này thì mỗi AUX thôi thì em không test nữa nhé, thì em test cái dàn này. Cái dàn này thì đầu tiên sẽ test cái đĩa MD của nó trước. Đây, MD thì các bác chuyển cái hệ này cho em về cái chữ là đúng chữ, ghi chữ MD đây, MD nhé. Rồi bác chuyển cái thớt bên này, bác ấn cho em vào cái nút đây, đầu tiên mình ra đĩa đó nhé, làm từng bước một. Đấy, đút đúng chiều nha em nhá, các bác chú ý phải đút đúng chiều nha, đút sai chiều là nó sai cơ rồi đấy, và nó lỗi lại phải tháo ra sửa rất phức tạp. Đấy, đút đúng chiều nha, mà đút đều tay nha. Đấy, sau khi đút đĩa vào thì nó sẽ loát đĩa xong anh em ấn cho em vào cái nút đây, nó lên này rồi thì anh em bắt đầu ấn cho nó chạy nhá, ấn cho nó chạy ở đây. Đấy, nó quay cái đĩa là bắt đầu chạy nhá, tăng giảm ở đây. Đấy, đã chơi rồi các bác nhá. Đấy, đấy cái MD của nó. Ok anh em nhá. Em test sang cái đĩa CD của nó các bác nhá. Đây em ra đĩa ở đây nhá. Đây là một dạng đĩa hút, em sẽ test một cái đĩa rất là xước để kiểm tra cái tình trạng bắt đầu của nó nhá. Anh em để cái dạng đĩa hút anh em nhìn để và tự động hút vào. Đấy. Giống như cái ổ đĩa ở trên cái CD ô tô. Rồi, anh em lại chơi CD, anh em lại bắt đầu ấn cho em vào nút input này. Cứ làm lần lượt và đến cái chữ có chữ là CD thì anh em dừng lại. Đấy, là sẽ loát nhá.
Đấy, nó loát xong anh em ấn chạy là được. Do là em tép một cái đĩa nó hơi bị xước cho nên có thể nó loát hơi lâu một tí. À đã chạy anh em nhé. Đây. Anh em nhé. Bây giờ thì em sẽ test nốt tính năng nữa là tính năng chơi AUX. AUX thì anh em nên dặn dừng CD nữa nhé. AUX thì các bác chuyển cái chế độ này sang chế độ tab cho em. Đây, chế độ này input này chuyển về chế độ là có ghi chữ là tab trên AUX. Anh em chờ em xin phép của em dây lát đấy, em nghe điện thoại. Alo. Tí tí em gọi, tí em gọi, đang bận em nhé. Tí gọi lại. Ok. Em sẽ test cái tính năng AUX của nó các bác nhé. Em sẽ mở một cái bản nhạc để test âm cho các bác luôn. Con này là thiết kế là loa cực kỳ là gấu luôn anh em nhé. Tiếng rất hay luôn. Đặc biệt là có chỉnh bass chép cho nên nó lên được âm thanh cực kỳ tuyệt vời. Mời anh em thử test âm. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi nha. Em xin phép báo giá với các bác với hai cái bộ dàn này. Thì em xin phép báo giá như thế này. Với cái bộ dàn mà em vừa test đây, bộ dàn bao gồm hai thớt âm ly và thớt MD các bác nhé. Mọi trang hiện tại đang chơi rất hoàn hảo. Bộ dàn này thì Trung Kiên Audio xin phép báo giá với các bác. Tổng giá của bộ dàn này em bán là 2.800.000 đồng. Anh em chú ý, giá bên em báo thì đã bao gồm cho anh em thứ nhất là một bộ đổi điện của dàn chung như em nói ban đầu để anh em chơi với bộ dàn hai thớt này để cho nó đủ điện đáp ứng được. Thứ hai là một dây AUX để anh chơi điện thoại máy tính qua jack 3.5. Thứ ba nữa là một cái điều khiển để anh em có thể chỉnh bass chép và tăng giảm âm lượng ở trên dàn nhá. Đấy là ba cái chính đấy. Và tiếp theo nữa, nếu như anh em nhé có nhu cầu mình mua thêm cái bộ chân đế cây loa thì bên em sẽ để cái giá nhập ưu đãi cho anh em, để anh em cứ inbox là nếu cần lấy thêm chân kê thì em inbox thì em sẽ để em với giá nhập đấy với cả hai bộ dàn này đấy. Thế còn nếu như anh em mua hàng đặt hàng trên một cái hình thức chuyển khoản cọc hoặc chuyển khoản đủ, nếu như anh em chuyển khoản cọc thì cọc duyên là 300 với cái bộ dàn này đấy, còn nếu anh em chuyển khoản đủ luôn là 2.800.000 đồng thì bên em sẽ bao ship luôn cho anh em nhé. Với đơn hàng này bên sẽ bao ship luôn cho tất cả các bác. Rồi tiếp theo đến cái bộ dàn thứ hai này thì tính năng thì nó con này thì đĩa CD nó kén rồi, như em vừa nói ban đầu em chỉ bán các bác chỉ đang chơi AUX thôi, thì bên em sẽ bán cho các bác bộ dàn này với giá là 2.300.000 đồng. Giá em báo cũng bao gồm đầy đủ phụ kiện, đó là một cái bộ đổi nguồn của dàn mini, một cái điều khiển để anh em chỉnh bass chép và tăng giảm âm lượng, và cũng như bộ dàn này nếu như em mua cọc thì cọc riêng 300, còn nếu như các bác mua hàng chuẩn đủ luôn là 2.300.000 đồng thì bên sẽ bao ship luôn cho các bác luôn nhé. Đó. Còn các bác có nhu cầu mua thêm cái bộ chân kê thì các bác cứ liên hệ. Đây, chân kê như này. Thì bên sẽ để các bác với giá tốt nhất có thể.
đấy, rẻ hơn mức giá đang bán và rẻ hơn thị trường bán rất là nhiều nhá. Đấy, anh em cứ inbox em sẽ để em sẽ tư vấn về cái trên kê sau. Đấy, mọi chi tiết lại hoặc anh em liên hệ với em với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Xin nhắc lại số Zalo 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong các clip test tiếp theo của Trung Kiên Audio.